Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha, quay trở lại với kênh Tim Mì Miền. Sáng ngày hôm nay Tim Mì Miền đang trước nhà Dòng Loan để cập nhật Dòng Loan buôn bán hàng buổi sáng hôm nay cả nhà. Hiện tại là cũng có rất nhiều cô chú anh chị vào bên trong này. Ủa là trời ơi, cắt đập ông luôn quá. Đang quay nha, nó mệt. Yếu dữ vậy, xách cái túi xách không không nổi nữa, xách cái túi xách vô không nổi nữa. Bên shop của Bun Bun được cũng mở cửa ra cho quý vị. Bên đây chị giới đang là đứng khoai lang này. Khoai lang mình đáng bịch 5 kg cả nhà. 2 kg cũng có. Đúng tụi cao nhất là 5 kg cả nhà. Nam mua đằng 1 35 ngàn 1 kg cả nhà. Khoai lang này. Khoai lang này, khoai lang này cảm ơn cũng tay cái suất của chị Hồng Loan nha, tên chị Hồng Loan in lưu nguyên một cái tăng có hình ảnh trên đó, số điện thoại luôn nha, như chưa là khoảng luôn thôi, cả nhà thấy không? Thank you.
khoai lang. Khoai lang 5 kg mua 1 5 kg tặng 1 kg. Trắng trên bao là cao nhất là 5 kg. Câu bao là 2 kg 1 kg nha. Nhìn ra tiền bây giờ là giao sản đáng như có thùng. À, chị chỉ cần tăng thử ra số lượng nó có bằng giống nhau không chứ chị. Cho nên là mời cô chú anh chị một 35.000 ký đó nha. Cô chú anh chị mà có mua thì cô chú anh chị thấy cụ thấy cảm thấy nhỏ có thể đổ lại cho cô chú anh chị. Còn cô chú đừng quên mua đồ ăn vặt có thường ngon nha. À, những thùng khoai lang cũng bao khoai lang cũng di chuyển tới nha. Chợ tới chắc là thế nào. Trong mà chị Hồng Loan đang ở trong bán cho mọi người khán giả mua đến mua đồ ăn vặt buổi sáng ngày hôm nay. Chị em Loan tuyển thêm một nhân viên mới ở cả nhà. Đúng chị. Chị em Loan tuyển thêm một nhân viên mới nữa cả nhà. Chiếc xe này dẫn qua bên kia này giờ. Xe này nè, thảo. Để chạy mấy chỗ kìa. Cậu dẫn anh cho chị Hồng Loan tuyển thêm một cái nhân viên mới cho cô chú anh chị. Chị cô chú anh chị là chốt đâu làm cho nhanh lẹ cả nhà. Chị Hồng Loan mới tuyển một em nữa. Rồi em gái nữa, nó tên là Hai. Thì ngày buổi sáng này thì bà mẹ cũng mướn này để chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Bên dưới trong là chuyện lo là ở trong tiên miền cũng xin kết thúc clip ở đây nha cô chú chị, cô chú chị bọn bạn quay như sau.